Tiếp tục thì thầy sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta đọc dữ liệu lên một list view sử dụng Kotlin nhé. Như vậy chúng ta sẽ thêm vào đây một cái activity nữa. Các bạn ghi là empty activity. Chúng ta sẽ ghi là ba đi. Tuần 22 bên 3 nhé. Chúng ta chọn là Kotlin. Rồi. Các bạn đợi để cho nó đồng bộ dữ liệu. Sau khi đồng bộ xong thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl và click vào đây. Để ra cái giao diện này. Rồi bạn gọi chữ list view. Rồi, cứ kéo list view vào đây nhé. Thì có hai cách. Một là chúng ta giống như thế này. Horizontal, vertical cũng được. Hoặc nếu không các em không thích thì các em có thể vào code. Các vào code này, các em sửa cái chỗ này này, map pattern này. Và chỗ này là map pattern. Các em để ý lập tức cái này này, thì dấu này mất đi đúng không? Như vậy chúng ta cũng không cần phải dấu nữa nhé, thế là đủ rồi. Rồi và bạn đặt tên cho nó. Cái chỗ này thì các em ghi là tuần 22 LV, ví dụ thế nhé. Thế rồi xong rồi thì bây giờ ta sẽ ánh xạ thôi. Bạn sẽ khai báo đây là va. Các bạn tắt tiếng Việt đi. Chúng ta sẽ ghi va lv list view list gì list view bằng nút nhá. Sau đó tại ánh xạ này ta sẽ có lv bằng file l.id chấm còn lv nhá. Ánh xạ xong bây giờ ta đốt dữ liệu lên, người ta nói bây giờ đốt dữ liệu lên thì chúng ta cần có một là cái nguồn dữ liệu, thì ta phải tạo nguồn dữ liệu trước. Dữ liệu. Thế thì nguồn dữ liệu thì nguồn dữ liệu này thì các ta sẽ dùng cái nguồn dữ liệu là value đúng không? Là arr tức là một cái mảng đúng không? Thì bằng array array ở các em có thể dùng array ở được thì chúng ta sẽ có là item 1 item 2 rất nhiều cách để làm cái này. Item 3 số 4 đi. Item 5 chẳng hạn. Số 6 7 ví dụ vậy. Thì đây là một cái cách chúng ta tạo một cái mảng. Bây giờ ta sẽ có một cái adapter. Đúng. Adapter thì adapter chúng ta sẽ có value adapter. Đúng. Thì sẽ bằng array adapter. Đúng không? Và chúng ta sẽ có các tham số. Thứ nhất là tham số zip. Đúng không? Tham số thứ hai là tham số cái layout ta có là android.r.layout. Cái simple list item. Và tham số thứ ba là tham số mạng là arr. Cuối cùng là ta gắn hiển thị lên list view này. Thì chúng ta sẽ có lv chúng ta ghi là set adapter. Adapter thì cũng được và chúng ta chuyển lại adapter. Các bạn có thể ghi set adapter cũng được nhé, set adapter này. Đấy, cũng được. Đó. Sau chúng ta sẽ truyền đây là cái adapter nhé. Đấy, thì đây là cách mà chúng ta viết cái viết thứ nhất đúng không? Cái viết thứ hai là em không viết thế này thì em ghi là chấm adapter sẽ nhận giá trị bằng adapter.
hai cái chỗ này em đổi là chữ A đi, AD đi nhé, thì chỗ này chữ AD để cho nó đỡ mình nhầm lẫn đúng không? Thì cách này cũng là một cách làm đúng không? Như vậy là sẽ có ba cái điều kiện này làm DP hiển thị. Bây giờ ta chuyển sang cái main bar, trong cái main bar là cái activity chạy, thì các em sẽ cắt cái intent filter này đi và cho cái main bar. Đây main bar này là cái này đúng không? Các em xóa cái dấu sổ chéo này đi này và các em điền lại một lần nữa. Sau đó các em enter xuống dòng, các em chuẩn với sửa cái này là chu và các em chặn. Đấy, thì là nó phải hiển thị dạng list view. Các bạn mở Rocket này để quan sát sự thay đổi nhé. Các em mở ra đúng không? Đấy, để xem cái list view. Bắt phải restart lại. Và các bạn restart lại đi. Rồi, em chạy thử. Nó hiển thị chưa? Nếu trường hợp là như thế này thì các bạn khởi động lại cái Chrome này và chúng ta sẽ mở lại Era Studio để cho nó load cái thiết bị lên nhé. Rồi, giờ các em có thể chạy thử. Rồi, các em sẽ nhìn trên này. Ủa, không được này. Không được lý do. Không có lỗi gì luôn. Trở lại một lượt nữa sao? App restart. Để thầy xóa cái này. Chạy lại thì nó sẽ mất thời gian một chút. Ui, lỗi gì đây? À đây rồi, đây pin đi layout không thể get to Android widget. Thôi cái chỗ này này xài cái dòng creator. Để kiểm tra lại một chút. Đây, chúng ta chọn cái layout này nhé. Trở lại đi.
vào trong quân đội được không? Vậy đúng rồi đúng không? Đây là một cái lead view này đúng không? Như vậy vừa rồi chúng ta đã vừa thực hiện cái lead view bằng code lead nhé. Code lead. Rồi, nó rất là ngắn thôi đúng không?